Xin kính chào quý vị và các bạn. Khi xã hội ngày càng phát triển, trong nhiều gia đình hiện đang dần mất đi nề nếp, truyền thống đạo lý, nhân văn. Và đó cũng chính là môi trường để tội ác ngày càng sản sinh. Lúc mối quan hệ giữa các thành viên không vững chắc, mọi người đều bị cuốn vào việc tìm kiếm các giá trị khác mà quên đi nền tảng gia đình. Thảm án xảy ra không chỉ mang đến nỗi đau cho người trong cuộc, mà còn ám ảnh tâm lý cộng đồng suốt thời gian dài. Từng gây rúng động Đài Loan, Trung Quốc vào thập niên đầu của thế kỷ 21, và đã gần 20 năm trôi qua, căn nhà nơi xảy ra vụ trọng án ở huyện Hoa Liên, Đài Loan vẫn còn ám ảnh người dân sinh sống trong khu vực. Bởi sự tàn bạo của hung thủ đã ra tay sát hại 5 người con của mình cùng những vướng mắc trong quá trình điều tra. Dù chủ mới đã dọn vào nhà ở sau khi thuê pháp sư thực hiện nghi thức tẩy trần. Hôm nay, xin mời các bạn cùng tìm hiểu về vụ thảm án Hoa Liên Ngụ Tử xảy ra ở Đài Loan trong video này nhé. Năm nạn nhân xấu số. Vào sáng sớm ngày 7 tháng 9 năm 2006, nhận được tin báo của người dân ở ngõ 258, khu Cát An, huyện Hoa Liên, Đài Loan, rằng phát hiện mùi hôi lạ từ cống thoát nước trong khu vực. Cơ quan điều tra lần theo phát hiện mùi xú uế xuất phát từ căn nhà 3 tầng, số 25. Trong khi những người sống ở đó gồm có vợ chồng họ Lưu cùng 5 thiếu niên tuổi từ 8 tới 18 cũng đã lâu rồi không thấy xuất hiện. Sau khi phá cửa, cảnh tượng hãi hùng tại nhà vệ sinh tầng 3 với 5 thi thể. Lưu Dục Thành, 18 tuổi. Lưu Hân Trần, 17 tuổi. Lưu Kỳ Trân, 12 tuổi. Lưu Kỳ Ân, 9 tuổi, Lưu Bắc Thành, 8 tuổi. Trong số này, Dục Thành, Hân Thành, Kỳ Trân là con của Lưu Chí Cần với người vợ cũ, đang trong quá trình phân hủy nặng. Tất cả đều bị trùm đầu bằng túi ni lông, chân tay trói chặt, mắt và miệng dán băng keo khiến tất cả bàng hoàng. Điều đáng nói, hiện trường không có dấu hiệu bị cậy phá, trong khi vợ chồng Lưu Chí Cần, Lưu Chấn Mễ biến mất. Cảnh sát cũng tìm thấy những lời cầu cứu trên tờ đài tệ số 25, ngõ 258, bị khống chế, hãy gọi cảnh sát. Cùng mẫu đầu lọc thuốc lá trước cửa nhà vệ sinh không giống ADN của Lưu Chí Cần đã đặt ra nghi vấn khả năng xuất hiện người lạ trong quá trình gây án. Án mạng kinh hoàng xảy ra tại thị trấn nhỏ thuộc huyện Hoa Liên khiến cảnh sát Đài Loan lập tức huy động lực lượng bắt tay điều tra, đồng thời thông báo người mất tích là cha của các nạn nhân Lưu Chí Cần, 48 tuổi, và mẹ là Lâm Chấn Mễ, 35 tuổi. Hồ sơ cho thấy Lưu Chí Cần cùng anh trai từng mở công ty in ấn tổng hợp với nhiều chi nhánh. Việc làm ăn cứ ngỡ diễn ra bình thường, nhưng sau khi cảnh sát điều tra, phát hiện thẻ tín dụng của hai vợ chồng có những khoản thanh toán bất thường từ tháng 6 năm 2006. Hàng xóm cho biết, Lưu Chí Cần có vẻ tự ti, tính tình trầm mặc. Khi nổi nóng thì trở nên cuồng loạn, khó kiềm chế bản thân. Điều tra cho thấy ADN trên đầu mẩu thuốc lá thuộc về người đàn ông họ Tiêu từng đến thăm gia đình Lưu trước đó. Nhưng anh này có bằng chứng ngoại phạm và theo lời Tiêu thì tàn thuốc vốn nằm trong gạt tàn phòng khách ở tầng trệt khiến vụ án càng đi vào ngõ cụt. Căn cứ thời điểm Lâm Chấn Mễ ra ngoài đổ rác thay con vào hôm 9 tháng 5 năm 2006, cảnh sát suy đoán đó chính là thời điểm các nạn nhân bị sát hại. Trong khi dây kẽm, băng dính và các vật dụng khác đã được chuẩn bị từ trước. Có thể hình dung đây là vụ án được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Trong khi giám định chữ viết và dấu vân tay trên cuộn băng dính trong phòng tắm đều thuộc về Lưu Chí Cần. Hiện trường không tìm thấy bất kỳ loại thuốc ngủ hay chất độc nào, ngoài loại dây leo dùng để đánh bắt cá xuất hiện trong nhà họ Lưu bị thiếu mất bộ rễ. Nhiều khả năng hung thủ đã sử dụng chất độc tự nhiên của rễ cây này để gây tê liệt, khiến những đứa trẻ mất khả năng phản kháng, sau đó xiết cổ. Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện cặp đôi Lưu Lâm lái ô tô đến ga tàu Cát An, rồi vào một siêu thị gần đó mua cà phê, bánh mì. Trước đó, qua băng hình, cảnh sát cũng xác nhận băng dính, kéo, dây thừng, kim bấm, dây kẽm và các vật dụng dùng để trói bọn trẻ đều do Lâm Chấn Mễ tìm mua. Mọi cố gắng tìm kiếm hai vợ chồng nghi can dường như trôi vào vô vọng. Cho đến ngày 10 tháng 6 năm 2015,
Một thanh niên trong lúc đi săn cùng nhóm bạn trên núi Tử Vân đã phát hiện hai chiếc sọ người liền báo cảnh sát. Khai quật xung quanh, cơ quan điều tra tìm được hai thi thể gần như hoàn chỉnh, gồm một nam, một nữ. Các vật dụng tìm thấy gồm quần áo, mắt kính, giày dép đều trùng khớp với vật dụng của Lưu Chí Cần, Lâm Chấn Vệ. Hiện trường xuất hiện lọ thuốc trừ sâu, vì thế giả thiết được đặt ra hai vợ chồng đã lên núi tự sát. Bên cạnh hài cốt, cơ quan điều tra còn tìm được một số bức ảnh trong bộ nhớ của máy chụp hình. Trong đó có hình ảnh người đàn ông quỳ lên giường, buộc dây vào người Lưu Kỳ Trân và đối tượng ghi hình là Lâm Chấn Lễ. 3 tháng sau khi hài cốt của vợ chồng họ Lưu được tìm thấy, văn phòng công tố huyện Hoa Liên thông báo vụ án sát hại 5 đứa trẻ tại Hoa Liên chính thức kết thúc và tuyên bố Lưu Chí Cần, Lâm Chấn Lễ đã sát hại 5 người con, sau đó tự sát. Chủ mới của căn nhà ma ám. Và vì cái chết thương tâm của 5 đứa trẻ, tòa nhà nhỏ mà gia đình Lưu từng thuê trở thành ngôi nhà ma ám. Cư dân sống trong hẻm không dám đi ngang qua nhà của Lưu kể cả ban ngày, đêm. Những người hàng xóm hai bên nhà của họ Lưu còn khốn khổ hơn. Một người hàng xóm cho biết bà đã nhiều lần nằm mơ thấy con cái nhà họ Lưu tìm đến nhưng đều không nói. Một số người dân làng nói rằng họ đã nhìn thấy những đứa trẻ của Lưu chơi bóng đá ở một khu giải trí gần đó. Điều kỳ lạ nhất là những người thuê nhà chuyển đến ngôi nhà đó cùng lắm là chuyển đi trong vòng 2 tháng và không nói lý do tại sao. Chủ nhà đã nhiều lần nhờ người đến làm nhưng không có kết quả. Để xua tan những tin đồn này, cảnh sát trưởng huyện Hoa Liên lúc bấy giờ đã chuyển đến ở trong vòng 1 tuần. Sau khi ra ngoài, anh ta bị bệnh nặng. Tuy nhiên, anh ấy nói với giới truyền thông rằng đó là do vết thương được tiêm phòng của anh ấy không hồi phục tốt nên anh ấy đã rời khỏi nhà Lưu. Sau đó, một nam sinh khác cũng tự nguyện đến sống ở đây nhưng cũng không trụ được lâu. Vì nghi phạm đã chết, cơ quan công tố quyết định không tiến hành truy tố. Căn nhà gia đình họ Lưu được rao bán và đến tháng 9 năm 2016, một doanh nhân ở Đài Bắc đã chi 3 triệu đại tệ mua lại căn nhà ma ám này, đồng thời mời pháp sư thực hiện những nghi lễ cần thiết trước khi tiến hành tu sửa lại toàn bộ căn nhà. Thiết kế hiện đại, thoáng đãng, với hy vọng những tin đồn cũng như nỗi buồn lẫn sự phẫn uất quanh vụ án gây chấn động dư luận sẽ không còn và họ sẽ chào đón cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Các bạn xem nếu thích thì ấn vào nút đăng ký kênh và đừng quên comment, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.